Theo công ty nghiên cứu Insider Intelligence, doanh thu từ quảng cáo của nền tảng chia sẻ video TikTok được dự báo có thể sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2022 với hơn 11 tỷ đô la Mỹ, vượt qua doanh thu của hai đối thủ là Twitter và Snap cộng lại. TikTok thuộc sở hữu của ByteDance là một trong những ứng dụng truyền thông xã hội phổ biến nhất thế giới với hơn 1 tỷ người dùng đang hoạt động. Debra Aho Williamson Nhà phân tích tại Insider Intelligence cho biết, lượng người dùng của TikTok đã bùng nổ trong vài năm qua và lượng thời gian người dùng dành cho ứng dụng là rất lớn. Twitter và Snapchat dự kiến sẽ tạo ra lần lượt 5,58 tỷ đô la Mỹ và 4,86 tỷ đô la Mỹ doanh thu quảng cáo cho năm 2022, với tổng giá trị vẫn thấp hơn 11 tỷ đô la Mỹ dự kiến cho TikTok. Cũng theo Insider Intelligence, 6 tỷ đô la Mỹ hoặc hơn một nửa doanh thu quảng cáo năm nay của TikTok dự kiến đến từ Mỹ, bất chấp những lo ngại về luật pháp về việc dữ liệu người dùng từ Mỹ được chuyển sang Trung Quốc. Năm nay, nền tảng này dự kiến chiếm 2,4% trong tổng số gần 250 tỷ đô la Mỹ mà các công ty chi cho quảng cáo trên nền tảng số ở Mỹ. Con số này chỉ kém YouTube khoảng 1% và nhiều hơn những gì Snapchat và Twitter sẽ nhận được từ quảng cáo cộng lại. Báo cáo của Insider Intelligence cũng lưu ý rằng nguồn thu của TikTok thấp hơn so với Google và Meta. Hai ông lớn dự kiến sẽ chiếm 28,2 và 22,3% thị trường quảng cáo kỹ thuật số của Mỹ trong năm nay. Năm ngoái TikTok đã đạt 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, tăng 45% so với giữa năm 2020. Mặc dù công ty nêu chi tiết 1 tỷ người dùng này đến từ đâu, nhân khẩu học như thế nào, thời gian dành trên ứng dụng là bao nhiêu.